Khu quán âm Phật Đài là điểm du lịch tâm linh tiêu biểu vùng đồng bằng sông Cửu Long và nổi tiếng nhất của tỉnh Bạc Liêu hiện nay. Mỗi ngày có hàng ngàn người về đây cúng giếng mẹ Nam Hải cũng như tham quan du lịch. Nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào Phật tử và thể hiện chủ trương về bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, Quỹ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã phê duyệt dự án và cho phép xây dựng khu quán âm Phật Đài. Khu Quán Âm Phật Đài rộng khoảng 5 hecta có tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, người dân địa phương gọi là Mẹ Nam Hải, cao 9,5m được xây dựng cách đây 50 năm, tọa lạc tại vùng chân biển Bạc Liêu. Đợt xây dựng đại trùng tu này được thực hiện với tổng kinh phí gần 800 tỷ đồng. Làm khoảng 30 hạng mục quan trọng như xây dựng mới sân hành lễ, Phật Đài cao 6m, khu giường Lam Tỳ Ni, giường 32 tượng quá thân, nhà khách, nhà nghỉ chân, khu triển lãm. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu cho biết, việc tôn tạo khu quán ngâm Phật đài cũng là hoạt động mà Phật giáo tỉnh Bạc Liêu góp phần đồng hành cùng tỉnh mở rộng các khu du lịch, nâng cao chất lượng du lịch tâm linh của tỉnh thông qua mục tiêu xây dựng quán ngâm Phật đài với quy mô tầm cỡ quốc gia.